Tôi tên ký tên như tôi mã số thẻ đó gần cuối đó, mặt số 9 á. Ghi họ tên đúng hả? Ký xong mà ghi họ tên vô. Đây đi làm mặc vô nha. Tiếp rồi. Mã số thẻ nhiêu chị? 163. Lê Kiều Trang đúng không? Chưa ghi tờ này luôn đúng không? Rồi ghi tên đi xong rồi. Còn tờ này là mình ghi sáng mai nộp lại cho bảo vệ giùm chị nha. Đúng rồi. Nè nó có sẵn nè. Họ tên thì em ghi họ tên dưới đây. Nè tên Tiến Hoa không cần ghi. Ngày sinh ghi dưới đây đó. Thằng ô nè nó có để thì mình sẽ ghi. Còn ở đây thường trú nè thấy không? Thường trú là ghi theo chứng minh nhân dân. Rồi thì chỗ hiện nay là ở trọ là ghi đâu. Ví dụ gì đó Phú Lợi Bến Cát gì đó. Rồi đây đó ghi hết đi chị, ghi ngày làm việc của chị, em là mượn máy tay ghi đây. Còn này là ghi người thân khi có liên lạc gấp á thì điện thoại người thân. Rồi. Em ký tên đây trước đi, chị Trang ký ghi hết. Không là do khi nào lại cho bảo vệ nha, tại cái đó là sếp ký tên mới có lương ở nhà. Rồi, cái này đi làm mặc vô ha. Còn ai nữa không chú? Hết rồi hả? Mấy người trời? <音>没有，不是，不是进出一部分，就是他上级印，他的印了之后，我们人过去看，看了同意签字了就可以发货。没有，没有。是，我们我都。我一个二有人去确认颜色。确认签样的，签了样才能做嘛。干了干了，那个都。可以，我们大货交他安排跟大货一起生产，确认了之后才可以嘛。啊，对呀，你没有人确认，他生产出来的不行，正常的2万个，我说你到时候。验收的。对。打个比方讲，你不管怎么样也没办法，他必须要按照你这个程做的。第要么不是要做实验签样，打样办出来签样，那如果是说。 如果是说不能打样签样的话，就是我们自己要派人过去那边现场确认，确认之后他马上可以再就是继续生产，啊，就是先他准备好料，准备好东西，生产个10几张20张，啊，机器不要停，放在这里给我们的人去确认了，确认了之后继续生产，剩下的就可以了。如果没确认，他要改到我们满意为止嘛，对不对？你怎么这样讲？ 那每人熬就就就人熬就没得，就那又来几顿人熬。不是同不同意，这个必须这么做。如果他做不了，我们就要找另外。我讲，他一上来，他不同意，我就走。你没有一家供应商，没有一家供应商，没有人签样，可以生产大货。那你交的货，人家客人不是说2万个，调不退货，我们怎么办？人没要，他不同意哦。 没有啦，时间，不是时间来不及，他可以跟大货一起。现在不急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 ，他可以
tâm xin cho tên họ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ là xin chào phát chi chia sẻ ký ghi họ tên với mình là这样子就节省时间了嘛，啊，但是一定要确认，不确认不能。哦，安给一个绿灯啊，那绿灯啊，那生产出来，生产出来了，到时候你不付钱，人家也不以后退货也不会给你做了嘛。我就打电话叫了菜回来了，妈，车走了是不是？车已经走了。车，他说他回来就去了。其余的厂长会过来。他是怎么样？他是断还是断？给以后。多钱能交？那原来的衣服本都是晒了，现在晒衣服了。是吧？是咋到一样的？